chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Qua 20 năm thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được nâng cao, hoạt động của mặt trận tổ quốc có nhiều đổi mới có sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống của nhân dân Quỹ ban mặt trận tổ quốc quyện phối hợp vận động trao tặng 267 căn nhà đầy đoàn kết cho người nghèo tổ chức thăm hỏi tặng trên 30.600 phần quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu dân cư với số tiền trên 7 tỷ 600 triệu đồng Thông qua ngày hội mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Qua đó có trên 100 mô hình phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả được duy trì và nhân rộng. Cứ phần của huyện Cờ Đỏ xây dựng hoàn thành và được công nhận huyện nông thôn mới, chính trên chính xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dịp này nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023 được biểu dương khen thưởng. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Như Nghĩa, huyện Phong Điền cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Đây là điểm tổ chức hội nghị chỉ đạo của huyện. Đến nay, bình quân hàng năm, xã có trên 98% số hộ và 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, 5 trên 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Chế độ chính sách đến các đối tượng kịp thời đầy đủ khối đại đoàn kết được tăng cường. Qua 20 năm tổ chức, ngày hội đã tạo ra được sự đoàn kết trong nhân dân, đã củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe tham luận của các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận 20 năm qua, đồng thời đánh giá và những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân, hạn chế, tồn tại và khen tặng cho 14 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong tổ chức ngày hội 20 năm qua. Hội nông dân quận Ô Môn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông Dân Quận đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và dược 14 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó phát triển mới 2.565 hộ viên. Hiện toàn quận có 8.044 hộ viên, chiếm trên 87% so với hộ nông nghiệp. Có trên 26.500 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất chọi ca cấp. Quận hội ký quỹ thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội Quận, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận cho trên 4.000 lượt hộ dây, với số tiền trên 130 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức tập quấn hội thảo có trên 40.000 lượt hội viên tham dự, chiếm 110% chỉ tiêu. Liên kết thành lập 5 hợp tác xã, 33 tổ hợp tác, giúp 380 hộ hội viên nông dân thoát nghèo bền vững, xây dựng 18 máy ấm nông dân. Dân độc nhân dân hiến trên 12.500 m2 đất để mở rộng làm lộ giao thông, đóng góp kinh phí xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa làm mới 118 km đường, 46 cây cầu và nhiều công trình phục vụ sản xuất, với trên 8.625 ngày công lao động, làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 quỹ chiên, bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Ông Trương Văn Phúc được bầu dự chức Chủ tịch Hội nông dân quận, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy vừa chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức lễ kỳ yên thượng điền Đình Bình Thủy năm 2023. Theo kế hoạch, lễ kỳ yên thượng điền Đình Bình Thủy năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 12 đến 14 tháng 4 âm lịch tại di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Thủy. Năm nay bên cạnh các lễ chính như lễ thay khăn sắc thần, lễ tế thần nông, tế sơn quân, lễ tôn dương, lễ chánh tế, lễ túc yết, dân dân. Ba tổ chức còn lồng ghép các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trong thời gian diễn ra lễ hội như trưng bày triển lãm sách, trình diễn, tặng chữ thư pháp và tổ chức chương trình, tìm về di sản, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, lễ hội bánh ngon bình thủy, hội thi mâm xôi nghệ thuật, giải xe đạp mở rộng, cờ tướng, dân dân. Bên cạnh đó, khách thập phương còn được xem hát tuồng hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi nổi trong thời gian diễn ra lễ hội. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Vĩnh Thạnh vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023. Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh có 9 trên 9 xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện phấn đấu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh và xã Thanh Tiến. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện Vĩnh Thành tiếp tục trà soát, củng cố nâng chất các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Theo Bộ Tiêu chí Thành phố Cần Thơ, trọng tâm là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Bởi người dân chính là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ chương trình này mang lại. Quận Ninh Kiều cũng vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều đến dự. Năm 2023, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Quận Ninh Kiều được thực hiện đúng quy định. Việc ra soát, xét duyệt, sơ tuyển, xét tuyển, khám sức khỏe, thâm nhập hoàn thiện lý lịch nghĩa vụ quân sự, niêm yết danh sách chốt quân số và phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật nghĩa vụ quân sự. Năm 2023, quân Ninh Kiều đã tổ chức lễ giao nhận quân với 215 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ, trong đó giao Bộ Quốc phòng 160 tân binh, giao Bộ Công an 55 tân binh, bảo đảm trang trọng, đúng quy định, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu. Thưa quý vị, Đi bộ không chỉ tốt cho sức khỏe mà nó còn là cơ hội để chúng ta cảm nhận sự thú vị của cung đường đi qua. Bởi khi đi bộ, đôi chân của chúng ta sẽ cảm nhận từng nhịp đập hơi thở của một vùng đất được tai nghe mắt thấy nhịp sống của người dân bản địa. Và mới đây, việc travel chi nhánh Cần Thơ đã tái khởi động Free Walking Tour, tour đi bộ hoàn toàn miễn phí với hành trình 3 km vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần nhằm giúp du khách trong và ngoài nước cảm nhận rõ hơn về một Cần Thơ xinh đẹp, thơ mộng, cùng những dấu ấn văn hóa lịch sử độc đáo. Xuất phát từ công viên tao đàn, du khách sẽ đặt chân vào bảo tàng Cần Thơ để tìm hiểu về lịch sử hình thành vùng đất của Cần Thơ, cũng như các bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa ốc eo cổ xưa. Những nét văn hóa đặc trưng của ba dân tộc, Kinh, Hoa, Khmer trên mảnh đất này. Cùng với đó là những dấu ấn hào hùng về quá trình chống giặc ngoại xâm và những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của vùng đất Tây Đô từ năm 1975 cho đến nay. Rảo bước trên đại lộ Hòa Bình, du khách sẽ đến với ngôi chùa Muni Rangsay với kiến trúc tinh xảo, thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Khmer Cường Thơ nói riêng, dùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung tôi mới tới cần thơ hai ngày trước và rất may mắn được tham gia chương trình này tôi thấy đây là một ý tưởng rất hay vì cũng có nhiều du khách như tôi khi đến cần thơ sẽ không biết đi đâu nên được các bạn hướng dẫn đi như vậy tôi rất vui và cũng ấn tượng với những kiến trúc chùa ở đây vì là đi bộ cho nên là mình trải nghiệm một cách là gần gũi hơn và sống động hơn cũng như là mình sẽ được ngắm cảnh thiên nhiên một cách là chân thật hơn và gần gũi với người dân địa phương nhiều hơn một địa danh mà bất kỳ ai đến Cần Thơ cũng đều mong muốn đặt chân đến là Bến Ninh Kiều. Tại đây du khách sẽ tham quan chùa Ông hay còn gọi là Quảng Triệu Hội Quán, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 19, mang đậm bản sắc văn hóa tín ngưỡng của người Hoa. Kế đến là cầu đi bộ Lung Linh và trực trở sắc màu khi lên đèn. Kết thúc hành trình, du khách sẽ tự do trải nghiệm và thưởng thức những món ăn đường phố cũng như các hoạt động tại phố đi bộ Ninh Kiều. Về định hướng về lâu dài, nếu mà có sự đồng hành cùng với Trung tâm Phát triển Du lịch cũng như là Sở Văn hóa Thao Du lịch thành phố Cần Thơ gợi ý những cái điểm đến mới ở trong cái hành trình này thì chúng tôi chắc chắn sẽ làm mới để những cái chương trình free walking tour, những đợt kế tiếp có thể là chúng ta sẽ thay đổi cái cung đường để cho tạo cái sự thu hút dành cho du khách nhiều hơn. Đây cũng là một cái nét khách rất là độc đáo mà vị travel đã nghiên cứu và đưa vào cái sản phẩm của mình chúng tôi thấy là đối với du khách đến Cần Thơ thì nhất là khách quốc tế họ rất là thích cái tour này. Về phía sở thì chúng tôi cũng sẽ quảng bá để gửi đến các đơn vị làm dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố để làm sao biết được cái sản phẩm này. Dự án Free Working Tours, mô hình du lịch miễn phí được Việt Travel triển khai từ năm 2017. Một trong những mục tiêu quan trọng mà mô hình này hướng tới là giúp du khách sống chậm lại để có thể ngắm nhìn, cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống của người dân theo đúng kiểu thổ địa trên mỗi cung đường đi qua. Đặc biệt, mỗi một cung đường là một câu chuyện thú vị, mà ở đó, cái hướng dẫn viên của việc travel sẽ dẫn dắt du khách bằng những câu chuyện kể về lịch sử, văn hóa của chung đất và con người nơi ấy. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2 tháng 1 năm 2004, 2 tháng 1 năm 2024 gắn giới chào năm mới và mừng đảng quang Vinh mừng xuân giáp Thìn 2024 quận Thốt Nốt vừa thông qua thiết kế chỉnh trang đô thị quận Thốt Nốt. Theo thiết kế công trình trang trí nghệ thuật cảnh quan đô thị quận Thốt Nốt năm 2023 gồm 6 hàng bục. Trang trí nghệ thuật cổng địa giới hành chính Thốt Nốt ô môn, tiểu đạo tuyến tránh Thốt Nốt, công viên lộ tẻ, cầu thuốc nốt 12, cầu bỏ trụ sở quân quỹ thuốc nốt và quỹ ban nhân dân quận về công viên Lê Thị Tạo với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Được biết, lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, ngoài phát động đợt thi đua, quận thuốc nốt còn đăng ký thực hiện 117 công trình dự án chào mừng về công trình chỉnh trang đô thị quận thuốc nốt là một công trình chào mừng sự kiện điều trị Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, Hội Cựu chiến binh quận tổ chức mâm cơm đồng đội. Tổ chức mâm cơm đồng đội là dịp để các thế hệ hôm nay cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Đại diện thế hệ trẻ hôm nay hạ quyết tâm, xin hứa nguyện noi gương cha ông tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua để cống hiến xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp. Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, dân mâm cơm và hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động kiểm tra tại đây trong kế hoạch này ngoài việc phối hợp với trung tâm y tế quận Bình Thủy tập quấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các người dân làm bánh, Chi cục sẽ tổ chức hai đoàn để kiểm tra, duy trì thực hiện các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ việc khám sức khỏe giấy chứng nhận cho người chế biến đến việc thực hiện bảo hộ lao động găng tay khẩu trang về các gia vị phẩm hào hương liệu để sử dụng trong chế biến. Theo Ban toàn giao thông thành phố Cần Thơ, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, toàn thành phố chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ của đợt nghỉ lễ năm trước, tai nạn giao thông giảm 100%. Trong thời gian này, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện được quy động 100% làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội, các tuyến đường chính tập trung đông người. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm với các lỗi có nồng độ cồn, quá tốc độ, đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu. Đáng lưu ý trong đợt này, Ban an toàn giao thông thành phố cũng phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trực tự, thanh tra giao thông, kiểm tra xử lý các hành vi, lập bến cóc, xe dù, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thư, đồng thời giải quyết tình trạng khách chờ lâu tại bến xe do tình trạng ủng ứ trên quốc lộ 1. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.